Vậy sau đây là phần phụ lục hệ thống bảo lãnh miễn phí của Đài Chi Life Việt Nam. Thì khi mình tham gia các sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu thì một trong những thứ mà Toàn vẫn thường khuyên khách hàng là nên chọn cái thẻ co. Mình có thể giảm những quyền lợi khác nhưng mà mình chọn cái thẻ nên là cái thẻ cao cấp. Vì sao chọn thẻ cao cấp? Vì nó là cái thẻ 1 tỷ đồng mà phí thì nó rất là hợp lý cho khách hàng. Và nó phù hợp với khách hàng, rất là nhiều quyền lợi của khách hàng cũng nằm ở đó, và với cái số tiền 1 tỷ đồng như vậy thì giúp cho anh chị rất là nhiều. Và quan điểm của Toàn và đội ngũ là tư vấn quyền lợi sống, không có tư vấn quyền lợi chết. Chết nhận tiền là chuyện chắc chắn, không có vấn đề gì hết cả, tại vì cách làm của Toàn và Thái và đội ngũ thì chắc chắn nhận tiền không phải lo gì cả. Nhưng mà không phải vậy, không phải vậy là vì sao? Là tại vì thưa quý anh chị thương yêu, quý anh chị ủng hộ để cho chúng tôi làm đến nơi đến chốn đầy đủ, thì đó là điều anh chị thương yêu ủng hộ chúng tôi rồi. Chính vì vậy mà chúng tôi phải tri ân lại ngược với anh chị. Tri ân là chuyện gì? Có nghĩa là gì? Quyền lợi sống, có nghĩa là mình sống, mình đóng tiền thì lỡ mà có chuyện gì thì mình phải nhận quyền lợi cao nhất. Thì đó là quyền lợi, khi mà mình sống thì mình mới biết được cái giá trị của việc mình tiết kiệm. Và một trong những thứ đó là hệ thống bảo lãnh miễn phí ở Việt Nam. Thưa quý anh chị, ở đây mình kích vào đây thôi ha. Mình có thể lên Google mình search là danh sách bảo lãnh miễn phí của Đa Chi thì nó sẽ hiện ra cái link này. Và ở đây chị có thể thấy rằng là như tất cả các bệnh viện trên toàn quốc nha, tất cả các bệnh viện trên toàn quốc đều được thanh toán. Mình nằm mình lấy hóa đơn và thanh toán. Tuy nhiên có những cái bệnh viện này thì mình vô mình cầm cái thẻ này nè, cái thẻ này mình vô mình nói với họ rằng là tôi có cái bảo hiểm nhân thọ và quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn cầu tại Đài Chi Life Việt Nam, và đề nghị kiểm tra bảo lãnh miễn phí, thì nhân viên ở cái quầy chuyên về bảo hiểm người ta sẽ liên hệ và sẽ báo với quý anh chị là được hay là không được bảo lãnh miễn phí, và nếu được bảo lãnh miễn phí thì được bảo lãnh bao nhiêu. Thì anh chị an tâm nhập viện, và cái ngày mình xuất viện thì mình ký hóa đơn mình về thôi, còn thủ tục thanh toán thì bệnh viện cũng sẽ làm việc với công ty bảo hiểm. Còn nếu như mình xài cái gì mà nó vượt quá cái mức mà cho phép bảo lãnh miễn phí thì lúc đó mình mới trả thêm tiền. Cái thứ hai nữa là nó có cái danh sách bảo lãnh miễn phí ở nước ngoài. Ở một lần nữa Toàn cũng giải thích rõ để anh chị hiểu, đó là vì sao là cứ quyền lợi 1 tỷ, tại vì cái này được trả trên toàn cầu. Ở Việt Nam 1 tỷ tuy nhiều, tuy nhiên mà nếu là 1 tỷ mà đi Singapore hay là Đài Loan, ở đây có hai cái, Singapore có 4 bệnh viện, Đài Loan có một bệnh viện, thì nếu mà 1 tỷ đi Singapore, Đài Loan nhiều khi nó hết rất là nhanh. Chứ còn nếu mình tham gia 600 triệu, 300 triệu, 600 triệu thì nhiều khi nó không đủ chi phí để được bảo lãnh viện phí ở các bệnh viện này. Cái này ở Đài Loan, cái này ở Singapore, xin lỗi ạ, xin lỗi, ở này ở Singapore, còn ở Đài Loan thì có một bệnh viện thôi. Đó, thì đây là cái phụ lục nói về cái chuyện về chăm sóc sức khỏe cũng như là bảo lãnh viện phí. Còn ở Ban Ma Thuột thì nằm bệnh viện nào cũng được, bệnh viện vùng Tây Nguyên cũng được, bệnh viện Thiện Hạnh cũng được, bệnh viện thành phố cũng được. Và bất cứ một cái tỉnh thành nào mình nằm ở bệnh viện thì đều được thanh toán đầy đủ. Thì đó là cái phụ lục chuyên về bảo lãnh miễn phí. Vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các anh chị, và chúng tôi Phan Lê Thanh Toàn cùng đội ngũ cam kết tư vấn đúng và đủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam cũng như là chịu trách nhiệm trước bộ phận pháp chế của công ty Dai Chi Life, và đây là lời tuyên thệ và tôi chịu trách nhiệm với luật kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi xin dừng video clip ở đây. Cảm ơn quý anh chị đã tin tưởng, thương yêu, để rồi là chúng tôi được tư vấn đúng đủ, làm đúng quy trình. Trân trọng và cảm ơn. Kính chúc anh chị nhiều sức khỏe.